em không hay về nhà lắm. Như cái cãi nhau của em với bố em kiểu năm trước, đó là kiểu chuyện mà nó là do em sai. Thì em muốn là kiểu càng ngày em càng sửa được cái đấy nhiều hơn. Em có thể hỏi được bố em là bố em thích gì, có thể ngồi cạnh và hỏi là hồi xưa bố ước mơ cái gì, mẹ ước mơ cái gì. Em rất muốn hỏi đấy. Em không đủ dũng cảm. Em ơi, chị 40 tuổi và mới vào năm ngoái lần đầu tiên chị hỏi một câu là bố mẹ có tự hào về con không. Năm ngoái vào năm chị 39 tuổi nên em còn em vẫn còn rất là trẻ. Chị nghĩ là đấy là một cái vấn đề mà mình thấy nó đơn giản, bình thường, nó giản dị và nó hơi làm cho mình xấu hổ. Nhưng mà khi mình hỏi ra mình thấy nó vô cùng dễ dàng. Và chị tin một điều là kiểu bố mẹ mình với cái sự cố gắng của mình, bố mẹ mình tương đối là tự hào về mình. Có thể họ chả biết cách để nói ra, giống như mình cũng đâu có biết cách hỏi một câu hỏi đơn giản đâu. Nhưng mà chắc là họ tự hào đấy.